Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để mà viết một câu ghép nhưng mà lại với hai cái từ, đó là từ then và từ after that. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu là xem tại sao chúng ta lại nên học cái cấu trúc ngữ pháp như thế này. Mình đưa ra cái lý do đầu tiên, nó là rất là dễ dùng, nó rất đơn giản. Tại sao lại đơn giản? Bởi vì hai cái từ then và từ after that trước cái bài học ngày hôm nay chắc các bạn cũng đã biết được là nó có nghĩa là gì. Nó đều có nghĩa là sau đó, và các bạn dùng khá là nhiều trong văn nói cũng như là các cái bài văn viết hàng ngày. Tuy nhiên là nếu mà các bạn áp dụng trong một bài writing task 1 thì cần phải chú ý hơn về mặt ngữ pháp, và đó là những cái điều mình sẽ chú ý cho các bạn trong ngày hôm nay. Cái thứ hai đó là nó rất là hữu ích để miêu tả trong một cái bài writing task 1 khi mà các bạn cần miêu tả một đường dây. Đó. Miêu tả như thế nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cho bài ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta hãy tìm hiểu đến cái cách mà các bạn dùng. Thì mình sẽ không đưa ra công thức luôn, mà mình sẽ không đưa ra công thức mà mình sẽ đưa ra các cái ví dụ để các bạn có thể hiểu được là nó cái từ then và từ after that là nó khác nhau như thế nào. Cái từ then mình đưa ra một cái ví dụ như sau. I studied and then ate dinner. Có nghĩa là sao nhỉ? Tôi học, sau đó tôi ăn ăn tối. Vậy thì chúng ta sẽ có động từ 1 và động từ 2 ở đây. Kết nối bằng từ and then. Kết nối. Tuy nhiên các bạn chú ý này, với cái từ after that, các bạn để ý như sau. I studied. After that, I ate dinner. Trước khi chúng ta tiếp theo, mình đưa ra cái chú ý thì các bạn thử dừng lại cái video lại, các bạn xem đó là cái câu 1 này với cái câu 2 là nó khác nhau như thế nào. Đó, khác nhau như thế nào. Ok, mình sẽ trả lời cho các bạn luôn. Đó là câu 1 này, đó là cái từ and then, nó kết nối giữa hai động từ verb 1 và verb 2. Tuy nhiên cái từ after that thì nó lại kết nối giữa hai cụm chủ vị, đó là S1 cộng verb 1. Sau đó thì S1 cộng với verb 2. Đó. Có cái điểm đặc thù đó là after that các bạn nên có cái dấu phẩy đằng sau cái cụm chủ ngữ đầu tiên, cụm danh động từ đầu tiên. Thì mình có cái chú ý thêm một chút, đó là after that có thể đứng khi kết nối giữa hai câu, và hai câu này nó là không liên quan đến nhau. Thì hai câu này khác nhau thì thế nào? Nếu mà các bạn viết như thế này thì người ta sẽ hiểu đây là một câu phức. Đây là một câu phức. Tuy nhiên đây chỉ là hai câu ghép mà thôi, hai câu đơn mà thôi. Two simple sentences. Hai câu đơn. Nếu mà ở đây thì sẽ là đây là một câu phức là one compound sentence. Thì cái câu phức và câu ghép nó khác nhau thì thế nào thì các bạn không cần quan tâm vội, mình chỉ đưa ra cái điểm về ngữ pháp thì thôi. Vậy thì cái cách dùng nó khá là linh hoạt như thế nào? Nếu mà cái câu mà các bạn muốn truyền đạt mà nó quá dài chẳng hạn, thì các bạn nên ngắt nó ra, dùng một dấu chấm và viết cái câu số 2. Chứ nếu cái câu 1 mà của các bạn mà đã dài đến khoảng 2 dòng, câu số 2 các bạn cũng dài đến 2 dòng mà các bạn lại kết nối bằng cái dấu phẩy như thế này thì cả một câu nó sẽ rất là dài. Cho nên là cái từ after that này các bạn chú ý nên dùng cách linh hoạt. Nhưng mà mình tóm lại đó là cái từ and then là dùng để kết nối giữa hai động từ verb 1 và verb 2. Và after that là dùng để kết nối giữa hai câu. Đó, thì các bạn nên ghi lại cái điều đó vì đấy là cái nội dung mà quan trọng nhất mà thôi. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái ví dụ mà nó có vẻ nghiêm túc hơn một chút, là mình có câu như sau. The consumption of fish and chips increased gradually in the first 10 years and then went up more steeply since 1990. Có nghĩa là sao nhỉ? Tức là chúng ta có một năm 990 ở đây. Thì trước cái năm 990 là nó đã tăng khá là nhẹ. Tuy nhiên từ năm 990 nó tăng đột biến lên như thế này. Đó. Vậy thì chúng ta cái thời điểm này là chúng ta dùng từ and then. Và kết nối giữa hai động từ đó là went up và increased gradually. Nếu mà các bạn dùng after that thì các bạn sẽ dùng như thế nào? Các bạn thử nghĩ xem. And then dùng để kết nối giữa hai động từ verb 1 và verb 2. Và after that dùng để kết nối hai câu. Vậy thì chúng ta sẽ có câu như sau. The consumption of fish and chips increased gradually in the first 10 years. After that, it went up more steeply since 1990. Vậy thì chúng ta có chú ý này là mình đã có cái thêm chủ ngữ số 2 ở đây. Nó là chủ ngữ 2 nhưng mà nó vẫn là cái the consumption of fish and chips thôi. Chứ nó không phải là cái gì mới cả. Đó. Nếu mà các bạn lại không dùng dấu phẩy để kết nối giữa hai câu, tạo nên một câu phức thì các bạn có thể dùng dấu chấm như sau. Đây,
Thì đây là hai câu tìm riêng biệt và kết nối bằng từ after that. Thì cách dùng thì các bạn nên dùng một cái linh hoạt, tức là nó cũng không nhất thiết là cứ phải dùng như thế này, không phải kết nối là phải viết thành một câu. Nếu mà một câu nó quá dài, các bạn tách nó sang một câu số khác, câu khác viết như kiểu này chẳng hạn. Đó, đó các bạn thì chú ý chưa? Vậy thì đây là cái câu một dùng từ and then và hai câu mình dùng từ after that. Chúng ta luyện tập một chút nào nhỉ? Practice with and then and after that. Mình có hai câu như sau. Cái câu đầu tiên đó là the percentage of unemployed Americans decreased sharply from 1990 to 1996. Câu số 2 đó là the percentage of unemployed Americans remained stable until 1996. Có nghĩa là sao nhỉ? Chúng ta có cái năm 93, 95 và 96 như thế này. Đầu tiên đó là cái tỷ lệ người thất nghiệp, cái phần trăm người thất nghiệp đã giảm mạnh đến năm 96, tuy nhiên thì nó đã duy trì ổn định cho đến năm đến năm 95, sau đó nó duy trì ổn định đến năm 96. Thì đây là cái thời điểm mà các bạn dùng từ and then hoặc là after that. Then hoặc là after that. Đó. Vậy thì các bạn nối giữa hai câu này bằng từ then hoặc là từ after that, bằng từ and then và từ after that như thế nào? Đó. Vậy thì đó là bài tập cho cái video ngày hôm nay của các bạn. Kết nối hai câu này lại là một. Dùng từ and then và after that. Đó, đó là bài tập của các bạn. Mình hy vọng các bạn làm bài tập và trả lời trong phần comment, và mình sẽ trả lời cho từng comment của các bạn. Các bạn chú ý này. Sau đây là mình sẽ tổng hợp lại những cái gì các bạn đọc được ngày hôm nay. Đó là các bạn đọc được từ and then và after that. And then dùng để kết nối giữa hai động từ verb 1, verb 2. After that dùng để nói kết nối giữa hai cụm chủ vị SV và SV. After that có thể kết nối bằng một dấu phẩy hoặc là một dấu chấm để mà tạo ra một hai câu đơn như thế này. Vậy thì after that có hai cách dùng và and then chỉ có một cách dùng mà thôi, đó là kết nối giữa hai động từ. Ok, vậy thì đó là những cái gì mà các bạn cần phải chú ý cho bài ngày hôm nay. Mình hy vọng các bạn chép bài đầy đủ, làm bài tập trong phần comment và hãy áp dụng những cái kiến thức này thật là hiệu quả, linh hoạt trong các bài thi Writing Task 1 nha.